dữ liệu quá rồi. Còn những ai chúng ta ngồi ở ngoài sân, xin mời chúng ta vào trong hội trường. Xin mời chúng ta vào trong hội trường. Mời tất cả những anh chị em thanh niên các cháu học cùng cho chúng ta chân mời vào trong hội trường để cho hội đồng nhân dân để chuẩn bị chúng ta được. Phần thứ tư là chúng ta
để mà tôi chịu. Phần trọng cầu chúng ta đã xong, bây giờ chúng ta sẽ phần thứ hai. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các bà, kính thưa các cụ hùng thọ, hòa chung với không khí mừng xuân đã trình của toàn đảng toàn dân, ngày hôm nay các cụ rất vinh dự được đảng và chính quyền địa phương tổ chức lễ mừng thọ cho mời cụ. Trong không khí vui xuân đầy ấm áp tình người, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức kính chúc các quý vị ông bà cùng toàn thể quý vị đại biểu đón một mùa xuân năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ hội người cao tuổi, kính thưa các cụ mừng thọ, nhân dịp đầu xuân mới cùng con cháu dắt bên nội bên ngoài của các cụ, con các bà, kính thưa hội nghị, người Việt Nam ta có cơ vốn nặng lòng với đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn, kính lão đã thọ, kính già là để tuổi cho. Vậy mỗi người các cụ thêm một tuổi là thêm một tôn vinh kính trọng. Việc chúc mừng thọ là lòng hiếu thảo của con cháu với người cao tuổi. Cùng với việc chăm sóc và phụng dưỡng ông bà bố mẹ, kính già trọng thọ và truyền thống tốt đẹp, thể hiện một lòng biết ơn sâu sắc của các con các cháu với người cao tuổi. Cùng với việc chăm sóc và phụng dưỡng ông bà bố mẹ, đó là truyền thống đạo lý của người Việt Nam. Hòa chung với không khí vui tươi của mùa xuân đã thịnh, hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn, tại nhà văn hóa thôn hội người cao tuổi, thôn nhà tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ tuổi từ 70, 75, 80, 85 và 100 năm. Về dự lễ mừng thọ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu một là ông Nguyễn Sĩ Điệp, cán bộ xã và cũng là người địa phương cũng có mặt về đây. Hai là ông Nguyễn Mạnh Thắng, là bí thư chi bộ thôn nhà, và bà Hạnh là hội phụ nữ đã cũng có mặt về đây cùng đại chúng xin đại diện các cụ cho cả hội này. Lễ mừng thọ hôm nay có người cụ có tên trên đây, xin mời các cụ chào các nhà thì mời các cụ đứng lên để chúng ta. Một là bà Bùi Thị Từ 70 tuổi, hai là ông Nguyễn Mạnh Thắng 70 tuổi, ba là ông Nguyễn Văn Mầm 70 tuổi, bốn là ông Nguyễn Đức Trinh 75 tuổi, bảy là ông Nguyễn bà Nguyễn Thị Thư 75 tuổi, tám là bà Nguyễn Thị Duyên 75 tuổi, chín là bà Nguyễn Thị Giang 80 tuổi, 10 là bà Nguyễn, chín là bà Nguyễn Thị Diệp 80 tuổi, 10 là bà Nguyễn Thị Thoa 80 tuổi. Về dự còn có các con các cháu của gia đình các cụ có mặt đầy đủ. Tiếp theo chương trình tôi xin kính mời ông Nguyễn Văn Bé, đại diện cho hội người cao tuổi lên để khai mạc chương trình mừng thọ. Xin kính mời ông. Trước khi mà khai mạc chương trình, xin tất cả các cô, các ông, các bà cùng tòa
toàn thể mọi người có mặt ở đây một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho mời cô Phương Thọ hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các cô ông cô bà, kính thưa toàn thể các con các cháu của các cô Mừng Thọ hôm nay. Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2025, cho phép tôi được gửi lời chúc hạnh phúc khang khang thịnh vượng tới các quý vị đại biểu, các cô, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu chắc có mặt tại hội trường hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, hòa nhập với không khí đón xuân của dân tộc, mừng đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Chi hội người cao tuổi thôn Thượng Phú long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ độ tuổi từ 70, 75, 80, cao nhất là 103 tuổi. Chi hội người cao tuổi thôn Thượng Phú được sáp nhập từ 2 xóm, 1 xóm Phú Lộc, hai là cháu Phú Lộc có 20 gồm hai cháu hợp lại gồm 35 cụ ông và 50 cụ bà. Chi hội thôn Thượng Phú luôn theo đường lối chính sách của đảng, của cấp ủy luôn là cấp bộ trong chi hội luôn nêu cao tinh thần tuổi cao chí càng cao, luôn là những tấm gương sáng xây dựng cuộc sống vui tươi lành mạnh, xây dựng phong trào để nâng cao sức khỏe như đi bộ, chiều cao thẳng, đạp xe đạp thường xuyên, luôn nhân dạy con cháu làm theo đúng đường lối chính sách và pháp luật của đảng. Nhưng thành viên trong chi hội luôn yêu thương, xây dựng nếp sống đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các cháu của các cụ, công sinh thành những công của cha mẹ ông bà,
đối với các con, các chồng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các thôn, các quý vị, kính thưa toàn thể các bộ, các quý vị có mặt tại hội trường. Hôm nay ngày 13 tháng 2, ngày 4 Tết năm 2024 giáp thìn, tôi xin thay mặt cho chi hội người có tuổi thọ long trọng tuyên bố lễ khai hội đền trọng trong đời cụ sáu đường cao thôn Trầm Phú được bắt đầu. Một lần nữa tôi xin được kính chúc các vị đại biểu, các cô, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu chắc các cụ một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn.